Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ba ơi, à chào mẹ ơi, ba ơi, trời đất ơi, buồn quá đi, buồn quá đi. Trời đất ơi, mình không ngờ hai cái tên gọi đáng ghét kìa, Sammy và Phong Cưng à. Trời đất ơi, ta không ngờ các ngươi dám làm mẹ ta. Nhìn đây nè, ông canh banh cái mắt ra mà xem nè, mấy như mình là sẽ chết hết đâu, mà ông đâu, xem. Có gì đâu, thấy đó, đâu, thấy chưa? Wow! Còn ba ta thì Zombie ơi, ngươi nhìn lên cho trời kìa. Đấy, cái này mà cỏ ra đâu. Ủa cái gì, ủa sao nghe tiếng gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa sao nó nhìn đâu ra? Chân lên đâu, lên ta thấy rồi. Rồi xong luôn. Trời ơi, trời xỉn quá Phong ơi. Trời ơi, tức quá mà. À, mình chắc chắn cái con nhỏ Sammy chỉ là con nhỏ gọi là gì ta? Ờ, là đứa chủ trong cái kế hoạch này. Nhất định là phải trả thù cái con nhỏ kia. Trời, nhìn mặt ghét rồi. Ừ, ta tức quá. Ừ, trời ơi, đi làm kế hoạch đi tiêu diệt hai đứa kia thôi. Trời ơi. Để coi. À, hình như cái nhà màu xám xám xịt này là của con nhỏ Sammy xấu xí. Được rồi, ta nhất định sẽ chôn người để người khóc bằng thôi. Coi. À, trước nhà người có vẻ một chỗ khá là đẹp. Được rồi, ta sẽ chôn người trước cổng nhà người luôn. Rồi, bước đầu tiên phải đào cho gọi là gì ta? Trước nhà con nhỏ Sammy đào một cái hố siêu bự khổng lồ đã từ từ. Đấy, trời đất ơi, kế hoạch của mình quá hoàn hảo. Nhưng mà nếu mà để như vậy chắc chắn người ta sẽ không nhảy xuống một cách bình thường, là chúng ta phải có một vũ khí đặc biệt, đó chính là tấm thảm siêu tàng hình của ta. Hãy nhìn đây. Đấy, và chỉ cần con nhỏ Sammy. Oh, rất mất tiêu rồi. Đúng là kế hoạch của ta đúng là tuyệt vời. Ok. Đấy, làm sao ai biết đây là những mặt cỏ giả được, làm sao ai biết được chứ. À được rồi, bây giờ mình sẽ bấm chuông nữa. Ok. Ping pong, đắp liền. Để coi. Ủa, cái gì trời? Giờ này mà ai còn bấm chuông vậy? Cái giờ này là giờ hoàng đạo rồi, để người ta làm việc mà ai bấm chuông phá cửa vậy? Để xuống quay coi ai nè. Nhiều lúc là những người trẻ trâu trong xóm mình bấm cửa chuông mình phá nè. Ai vậy? Ai? Ủa, có ai đâu ta? Trời đất, cái bọn quỷ đá. Ủa gì vậy? Trời đất ơi, sáng sớm ăn trên rồi. Kiểu này chắc chắn ông Phong cần luôn. Phong ơi, Phong trẻ trâu sao ông dám trên tôi hả? Tôi đang quay clip mà. Ủa, giọng ai vậy? Ngoài. Ui, chào con người bé nhỏ dưới kia. Cái gì vậy? Zombie biết nói chuyện, cái gì mà hư cấu vậy? Em ơi là ai vậy? Sao biết nói chuyện? Ta xin trân trọng giới thiệu với ngươi, ta chính là con của gia đình Zombie. Và chính ngươi đã gọi là tiêu diệt ba mẹ ta, ngươi nhớ không hả? Con của gia đình Zombie là sao ta? Ủa, ta có biết gì đâu trời, ta có tiêu diệt nhà với gia đình này đâu mà sao biết được? Cái kỳ vậy? Đúng là lũ con người giả này. Ba mẹ của ta là những zombie vĩ đại cao cả. Mà ngươi, một con người xấu xí, gọi là ngốc nghếch, dám tiêu diệt ba mẹ của ta bây giờ. Ba mẹ ngươi hả? À, nhớ rồi, các bạn có nhớ không? Các bạn xem hai video của Sam Phong Cận chống zombie mọi người đó. Rõ ràng ba mẹ ngươi làm chuyện xấu nha. Mẹ ngươi ăn cắp váy của ta, còn ba ngươi là qua nhà Phong Cận phá. Rồi rốt cuộc ba mẹ ngươi có tốt gì đâu hả? Mà nói. Ba mẹ ta là những người tốt, chỉ các ngươi mới là người xấu. Được rồi, ngươi bảo gì cơ? Ngươi ghét zombie đúng không? Chứ sao có ai thích zombie đâu, phá hoại với sợ luôn hà. Nếu đã vậy, thì ta sẽ biến ngươi thành zombie luôn, để ngươi ghét chính bản thân của ngươi luôn. Ghê, ngươi nói gì vậy? Ê, không có giỡn nha, không có giỡn nha, nít không có giỡn nha. Trời ơi, không có phá gì hết nha. Ăn mày dạo với kẻ ngu ngốc như ngươi, hãy biến thành zombie đi. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Gì vậy? Ủa sao người tôi giật giật ấy? Không được rồi. Ê, cái đứa kia. No, không. Ê, đứng lại cô ơi. Ê, cái tên zombie kia. À, cứu tôi với. À, không được. Trời đất ơi, tôi biến thành zombie không mọi người ơi. Chết rồi. À, trời đất ơi, có ai cứu tôi không? Trở thành zombie rồi. Ai đó cứu tôi đây. Simmy ơi, Phong Cận ơi, cứu tôi. La 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 la. Trời hôm nay đẹp quá là đẹp, đẹp ơi là đẹp, đẹp muốn xỉu luôn.
Wow, trời ơi, một bông hoa. Ủa trời ơi, sao tự nhiên trước nhà mình lại mọc hoa vậy trời? Ủa trời ơi, đẹp quá à. Bông hoa xinh đẹp như thế này thì phải dành tặng cho người xinh đẹp nhất ở trong làng này. Mình phải lấy nó đem tặng cho Mr. Dịch thôi. Một khoan từ, người xinh đẹp nhất phải là Sammy chứ ta. Đúng rồi, đem tặng cho Sammy thôi. Anh ơi, đứng đây mà gào quá trời gào mà không ai nghe tôi luôn. Đau họng à, có ai không cứu tôi? Sammy ơi, cứu Sammy tôi. Ơi Ủa, Phong, từ cái gì sao? Phong, 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 Phong ơi, cứu tôi không? Tôi nè, tôi có là Sammy. Cứu tôi. À, tôi là zombie, tự nhận luôn đúng không? Trời ơi, ở đâu ra thêm một con zombie trước nhà Sammy đó vậy? Trời thiệt ơi, luôn á. Hôm mà. Bữa là con zombie gì, con zombie vợ, rồi sau đó con zombie chồng. Hôm nay tới được con zombie gì đây hả? Con này zombie con hả? Hay là zombie cháu ngoại? Trời trời, sao mà tụi mày cứ đến đây phá hoại nhà Sammy của tao vậy hả? Con không, zombie không phải, không phải. Tôi là Sammy, không phải là zombie. Bông ơi, cứu tôi, cứu. À, Sammy hả? Tự nhìn cái mặt xanh lè xanh lét vậy mà kêu là con người, bộ nói không ngượng miệng hả? Đốt người luôn. Không, trời ơi, làm ơn đi, tin tôi là con người đi mà. Tôi nói thật, tôi là con người thật mà. Có con zombie biết nói chuyện không hả? Trời ơi, tin tôi đi, tôi là con người, tôi không phải là quái vật mà. Đánh rồi. Tôi tưởng là ngươi nói vậy người ta sẽ tin ngươi sao? Nếu như ngươi là con người thì ngươi có biết ra tín hiệu cầu cứu không? Ngươi thử ra tín hiệu cầu cứu coi. Tín hiệu cầu cứu à? Trời đất ơi, giảm tin được. Tín hiệu mà đang hot trên TikTok á. Trời ơi trời, xin lỗi nha. Tôi là con người nên chắc chắn tôi biết ra tín hiệu cầu cứu, hiểu không? Đó, tín hiệu cầu cứu là SOS. 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 Vậy đúng rồi, Sammy thật rồi. Trời ơi, Sammy ơi, tự nhiên chưa đến nhân Halloween cosplay làm gì bà nội lên đây. Cosplay, cosplay, cosplay. Ủa, tôi cắn không bà vậy? Muốn đánh không? Hả? Tôi đâu cosplay đâu. Trời đất ơi, tôi biết hình zombie thật nè. Trời ơi, tức quá. Biết sao không? Sammy biết hành zombie hả? Tôi không thích mà ở đâu mà biết hành zombie rồi. Trời đất ơi, tôi không ngờ luôn, ông lật mặt như bánh kẹt luôn á, tôi không ngờ luôn á. Tôi giỡn mà. Biết sao tôi bị biến thành này không? Sao vậy? Bà bị zombie cắn hả? Không, zombie cũng nó không có cắn gì, không cắn làm sao ra đông nổi này biết sao không? Cái con zombie con á là nó tới trả thù tôi, tại vì mình á, tại hai tụi mình á dám làm bay hơi gì đó, zombie ba zombie mẹ nó đó, hiểu không? Trời ơi, con người nó tới trả thù tôi đó. Tức thật sự luôn à, mà tôi có làm gì đâu. Vậy đó rõ ràng là con zombie mẹ ăn cắp vẻ kim cương của tôi mà, tôi có làm gì đâu. Vậy giờ phải làm sao để cho bà trở lại bình thường đây chứ? Giờ bà bị biến hành vậy rồi sao bà quay video cho bạn fan xem được nữa? Thì đó, bây giờ tôi biến thành này là tôi chỉ có tôi có nói được gì đâu. Đánh tôi rồi, sao bây giờ tôi quýnh bà không biết đâu luôn kìa. Trời ơi, bà biến thành zombie thiệt rồi đó. Chứ sao giờ, buồn quá à. Kiểu này làm sao mà có clip cho mấy ông anh xem được. Không được, không được rồi. Bây giờ tôi nghĩ cách duy nhất bây giờ tôi phải cần á là tôi phải tìm được ra con zombie con, phải bắt nó rồi xong rồi bắt nó đưa thuốc dạy tôi. Chứ không thể nào tôi không muốn biết thành con zombie đâu. Mấy bạn pha sẽ che cười tôi và nói tôi là Sammy trở thành zombie xấu xí mà không xem Sam được. Không được, không được, kiểu này là không được rồi. Đi bây giờ đi tìm zombie con đi Phong ơi, nhanh lên đi với tôi. Trời đi nhưng mà biết tìm nó đâu vậy trời. Thì ai mới nhất tự nhiên nó vô nhà nó làm cái bẫy cho tôi. Bây giờ tôi nghĩ là zombie nào trong rừng à. Ông làm gì anh hơi vậy? Gì vậy? Ông làm gì vậy? Tôi đang nghe mùi. Ủa mùi gì? Hứa này. Ủa sao hay vậy? Ủa mùi ông thính gì vậy? Ủa sao ông ngửi được? Người đó mùi chân thối của nó hả? À, hai, đúng là Phong cần có khác không mọi người. Ngoài làm YouTube ra còn làm nghề thám tử nữa, thám tử tư mọi người ơi, tuyệt vời. Ok bây giờ đi nha mọi người, đi nhanh lên. Con zombie kia trả body lại cho chị, không chịu đâu. Hình như tôi nghe cái mùi con zombie nó ở đâu quanh đây nè Sam ơi. Trời đất ơi, ông bị khùng hả? Tự nhiên đi tìm zombie xong bây giờ vô gọi là vô hang đào mai là vô hang đào cái kiểu gì vậy? Trời ơi, tìm zombie giúp tôi đi. Khùng á. Zombie là nó sợ ánh sáng thì nó phải chui vô hang rồi, đúng rồi. Thiệt, uống nước ghê luôn, có vậy uống biết. Ồ ha, còn hợp lý. Nhưng mà trong cái hang này có gì đâu nè, hang cục mà gì đâu đúng không? Trời ơi, tìm đâu ra nữa. Hả, tôi nghe cái mùi của nó ở đâu đó bên đây nè. Trời ơi, đúng là mùi của zombie, hôi ơi là hôi, cho nên là nghe phát biết cay luôn. Hay là cái mùi của bà ta. Ê vô duyên nha, tôi tắm hơi bị sạch nha vô duyên nha. Tôi là zombie nhưng tôi xin lỗi, tôi tắm một ngày 3 lần nha. Thơm phức luôn à. Ủa gì đây? Ủa gì vậy? Thấy chưa, biết ngay mà. Cái gì? Đúng luôn rồi nè. Ủa gì vậy? Nó ở dưới này chắc luôn. Trời ơi trời. Nguyên một cái hang luôn mọi người ơi. Ủa không chắc không giờ sao cái hang này nhìn nghe khả nghi với người ta vậy nè. Wow.
Còn gì mà chắc hay không chắc nữa, xuống dưới cái hang mà thấy nguyên cái hang động thế này là chắc chắn rồi đấy. Trời ơi, cái gì vậy, em xuống tắm lửa, tắm biển gì vậy, tới xuống mua lửa gì vậy? Trời ơi, khổ quá ha. Rồi được chưa, đỡ cháy chưa, để tôi hỏi chưa. Trời đất ơi, ông là con người mà ông bắt cua còn gà hơn tôi. Nhìn tôi nè, tôi là zombie, tôi bắt cua cho ông xem nè, nhìn nè. Quánh cha, quấy cha, đi chưa, quá trời tuyệt vời luôn thấy chưa. Trời ơi, làm con người bắt cua thua zombie là sao vậy? Tôi là con người, nửa zombie nghe mà con tôi còn bắt cua được nè. Trời ơi, gà bèm, ôi, đây, lên. Thấy gì chưa, thấy bờ rồ chưa, thấy gì chưa, hả? Trời ơi, cùi bắp chứ bờ rồ gì đó, giờ này đổ bà lên, đây, đổ bà lên sao? Ủa sao lên, ủa sao lên vậy, trời ơi, cứu ơi. Trời ơi, ủa tôi lên được nè, tôi lên được, trời ơi, tưởng gì tôi lên được hết nè, cho này nè. Đây, lắp lại, rồi, ủa gì đây, cái này là gì đây? Ồ, nhìn xin lè xin lét cái con bỏ chét vậy. Màn tiếp theo này là màn gì ta? Cái màn bắt cua thì phải không ơi, nhìn nè. Trời ơi trời, nhìn nó màu xanh lè xin lét y chang tôi luôn. Hóa ra là gì ta? Cái map này nó là làm tượng trưng của zombie Phong ơi. Đây đây, để tôi bắt cua trước. Cái này là bắt cua ăn mấy này đúng không? Trời ơi, sao? Trời ơi, ông gì mà ông khờ hơn tôi vậy? Cái này để vậy bắt cua chứ sao? Đây đúng rồi. Đó, để lại đó. Thấy chưa? Đó, để tôi. Ui trời ơi, mấy khung xe lam này dẫn chân. Á, trời ơi. Ông này từ, để tôi trước. Ông này kỳ ghê ha. Để tôi trước, tôi là bị zombie nên tôi muốn hỏa hả? Dạ là nguyên trước thì không? Ông là con người có gì đâu mà lo. Đây để tôi. Đây, trời ơi. Nó tưng dễ sợ luôn. Ơi, mát cái chân dễ sợ luôn à. Ủa lên đây. Lên đây đi. Trời ơi, ủa là sao? Ông làm gì vậy? Trời ơi, tên ơi, giữ thần trong chi gian, giữ chưa? Có ai chơi map gì không mà chơi gian vậy? Thông minh hiểu không? Ta thông minh, ta vượt map hiểu không? Thôi, gian. Là không có não cho nên là không. Trời ơi, tất kỳ. Ui, zombie, ui. Ủa sao mà nó cắn mình ta? À quên, mình là zombie đã. À không. Ui, nó không cắn tôi. Gì cái vậy? Ê, cái gì trên đây nhiều zombie mà bà không chịu báo tôi hả Sam? Ai biết? À bạn bè tôi là đây. Ui, để tôi. Ui, ui. Ui, có đây, tôi còn kiếm tôi để tôi giúp ông. Phạm ơi, ông sao rồi? Ủa đâu rồi? Ủa? Đuổi tôi đi. Đây, để tôi bình tĩnh. Mấy con gì bị nè. Mày nè, mày thấy không? Mày thấy tao đánh mày nè, thấy không? Trời, mấy con này trâu quá. Mà cái tay tôi bị gì phải không? Nè nhìn nè. Trời ơi, đánh gì kỳ quá. Đó, cho mắc hết. Mấy con này trâu quá Phong ơi, nó nhiều. Ủa, quá. Lắm quá vậy. Trời ơi, những cái tay tôi nè bị cái gì đâu. Nè. Vô tôi nhà rồi. Tôi thấy là zombie tôi vô dụng quá Phong ơi. Ôi ơi, mình trốn đi Phong ơi, trốn. Mấy con này nhiều quá. Mấy con nhiều quá chứ đây. Ui. Mình có mấy con zombie thôi mà. Hồi nãy là 8 tiếng đồng hồ chưa xong. Trời đất ơi. Tôi không muốn trong đây ở đâu. Thôi, tôi hát ra ngoài. Mệt quá, ông phải giúp tôi chứ, tôi là zombie mà. Bây giờ giúp tôi biết thành người ơi. Không? Hả? Gì? Cái gì? Ông làm gì tôi bây giờ? Ông muốn cưới một con zombie hay là muốn cưới một cô gái xinh đẹp cho tôi hả? Bây giờ ông chọn đi. Bây giờ ông không dạy tôi. Tôi cưới người khác. Ủa, ông cưới người khác, cưới ai đó nghe coi. Ông cưới ai nói coi. Cưới mới tôi dịch à, trời ơi trời. Chắc không, cưới mới tôi dịch à. Không, trời ơi, bị đặt rồi. Ủa cái này là gì đây? Cái cụ máy vậy tôi nhìn lạ vậy. Ủa này là gì vậy Phong? Này gì vậy? Ai biết. Ủa? Tôi biết chết liền á. Tôi thử những cái nút này, mấy cái nút này nhấn nó nguy hiểm không ta? Thường mấy cái nút này tôi nghi là nó có bỏ bom như bắn vô một cái tôi banh xác làm sao trời. Để tôi thử qua. Ôi gì? Ôi! Phong ơi! Cứu tôi! Cứu! Ui gì vậy? À! Ui gì đây? À! Cái máy này nó bắn lên. Trời đất ơi, Phong ơi, lên đây. Lên đây. Cái máy này mày bắn. Vui dữ vậy. Vui lắm. Đây. Ui! Trời ơi. Để tôi quay. Wow! Wow! Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy Phong? Làm cái gì vậy? Trời đất ơi. Ui, lên nhanh Phong ơi. Có chuyện khẩn cấp Phong ơi, lên nhanh. Tôi thấy có ai rồi. Ấy, trời. Ủa đâu rồi? Trời ơi. Ai biết đâu tự nhiên bay lên làm tôi bất ngờ hả? Làm tôi giật mình, tôi đứng đây tôi đợi nè. Nào, ok, lên nhanh Phong ơi. Có chuyện khẩn cấp. Rồi, ok. Vừa kịp luôn. Ê Phong nhìn quen không Phong? Biết ai không? Con zombie baby. Ủa thì là ai? Trời ơi, con zombie là người biến tôi thành con zombie đó không? Con zombie con đó thấy chưa? Con zombie này là con zombie đã biến Sammy trở thành con zombie. Và con zombie này nó sẽ là con zombie giúp cho Sammy không còn là zombie. Mà zombie thì nó sẽ có thuốc hỏa giải cho zombie đúng không? Đúng rồi, mà ông đọc gì dài dòng dữ vậy? Chỉ đơn giản đây là con của con zombie thôi. Gì mà nói dài dòng vậy? Trời ơi, nghe ông nhấc mắt à. Ủa nghe có ai thấy dễ hiểu tôi là tôi thấy khó hiểu rồi đó. Ok bây giờ, ê con zombie kia. Từ từ mình phải nói chuyện chứ, đừng có cho nó quánh nhau. Ê con zombie kia, con zombie baby kia.
bây giờ nha chị nói cưng nghe nè, bây giờ 2-1 không chột cũng què. Bây giờ cưng mà không đưa thuốc dạy cho chị là chắc chắn cưng sẽ bị banh xác. Bây giờ làm sao hả? Trời trời. Cuối cùng hai cái đứa xấu xí nhà ngươi bây giờ mới lên đây à? Đúng là lâu lắm. Ngươi cái bị gì cơ? Đưa thuốc dạy cho ngươi làm gì? Hả? Làm thuốc dạy? Trời trời, rõ ràng ngươi biến ta thành zombie, bây giờ bắt buộc ngươi vừa đưa thuốc dạy nữa không? Hai tụi ta sẽ đánh ngươi bồm đầu, ngươi sợ chưa? Đây là hai người nha, Phong cần đánh rất là mạnh đúng không Phong? Dọa nó sợ quay. Phong, thể hiện sự uy nghiêm của một người đàn ông đi. Dọa sợ đi, dọa cho nhóc lại sợ đi. Ừ. Ta nói cho ngươi biết. Năm đúng rồi. Ta học lớp 5. Ừ. Ta mới có mười mấy tuổi thôi mà ta đã học võ. Học võ gì đó, karate. Võ gì? Không phải cái võ gì mà nghe nó ngon lắm, võ gì võ bánh mì kinh đô gì đó. Học cái võ gì vậy? Ông đi ông võ đánh bánh hả? Không phải, tôi nhớ nhầm, hình như cái võ tên là gì ta, cái gì mà Taekwondo, cái gì tốt nhá. À, võ Taekwondo. Rồi sao? Rồi nhớ rồi. Trời ơi, ta nói người biết nha, ta học tới tận đai trắng luôn á, ghê chưa? Ủa gì kỳ vậy? Ủa Phong, tôi nhớ đai trắng là đai đầu tiên mà tôi cũng học võ nè, tôi nhớ cái đai trắng là đai đầu tiên mà khi mà tham gia võ mà ta. Cái gì mà khoe kỳ vậy? Tôi mới học đến đai trắng thì tôi nghĩ rồi. Trời ơi, vậy khoe chi? Mới học rồi. Ta nói người nha, không những vậy đâu, đến năm lớp 6 á, ta còn đi tập gym nữa đó. Ta cho người xem body của ta. Cái gì? Cái này khoe body ta hả? Thôi cất vào đi. Ủa ông này gọi là khoe body tay luôn hả? Đẹp không? Chắc không? Đúng vậy, body tôi là chỉ có đẹp, tôi khoe nó sợ chơi. Đâu rồi chưa? Trời đất ơi là trời. Ủa sao cái bụng ông to vậy? Body sức vui. Cái gì vậy? Tôi nói nghe nè, người đừng có tưởng người giả cái biển gọi là poster xấu muối lấy cái người ta không biết nha. Trời ơi, cái bụng to như con heo á mà có ngực xấu muối. Trời ơi, cái tấm poster thấy lù lù chắc mặt nữa kìa. Trời ơi, cái gì trời vậy ba? Ông dán cái tấm gì trên bụng ông vậy? Chắc luôn, nó hai màu da nè. Mệt quá à. Bây giờ là ngươi làm được gì? Bây giờ bọn ta là hai người lớn. Đúng rồi. Đúng rồi, sợ chưa? Sợ quá à. Bây giờ mình mà không đưa thuốc cho hai anh chị này, anh chị sẽ đánh mình mất. Sợ quá. Giờ sao? Mày. Cái gì mà nó quánh ông vậy? Cái gì mà nhục vậy? Trong phim là người ta phải đợi biến hình đâu mà. Tôi chưa biến hình mà chạy tới là sao? Trong phim là vậy, hiểu không? Trời ơi, có biến hình luôn rồi, zombie mà biến hình nè. Biến hình đi. Quái vật lúc nào lúc mà nó gọi là gì ta bị nhỏ sao lúc sau nó tức giận nó hóa mạnh nó sẽ biến to ra không đây đợi xíu. Ok biến hình coi để coi con zombie biến hình ảnh gì mà người đứng đây ngồi đợi cho tắt coi biến hình ảnh gì. Hãy để ta cho người sáng mắt ra đây, hai con người ngu ngốc kia. Umbra Shibu zombie gì ta? À zombie con biến hình thành zombie bự. Trời ơi trời. Cái gì mà khủng khiếp vậy? Ủa sao nó biến hình cái Phong ơi? Nhìn kìa. Giờ muốn sao hả? Trời ơi Phong ơi Phong. Ủa gì vậy? Phong ơi. Cái gì vậy Phong? Ê Phong. Sao ngủ rồi? Trời nó biến hình lâu quá buồn ngủ muốn chết luôn à trời. Nhìn nó kìa. Trời ơi trời rồi sao nó bự hơn ai tụi mình rồi Phong ơi. Ủa, con zombie con rồi. Nó kìa, cái con mà bự cái kìa. Trời ơi, nó uống quay hay sao mà nó to vậy? Trời ơi, chịu. Cho nó to, nó biến hình nó to, sợ luôn á. Được rồi. Còn zombie kìa, ngươi tưởng rằng ngươi biến to vậy thì bọn ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi cái to đến cỡ nào thì ngươi cũng chỉ là một con zombie bé tí hon bé nhỏ thôi. Thôi được, ta nói cho ngươi nghe, ta cũng là một người có sức mạnh biến hình giống như ngươi. Biến hình gì? Ủa sao tôi không biết ta? Ta không nói cho ngươi biết thôi. Ủa có hả? Ủm ba la cho bơ sao bơ bơ biến hình. Bạn ơi cho mình chơi cùng nha. Cái gì vậy? Mình theo phe bạn nha bạn. Mình theo phe bạn. Ủa? Đi bạn ơi, mình theo phe bạn nha. Ủa còn tôi sao? Ờ ra là vậy. Cái gì vậy đâu? Sao không bỏ tôi? Bạn ơi mình còn nhỏ, bạn tha cho mình nha bạn. Bạn ơi có muốn theo phe của ta không? Cái gì vậy? Theo phe của bạn á, bạn cho mình theo phe bạn nha. Trời ơi. Đáng sợ quá. Bây giờ còn người thời zombie nhỏ con hả? Bây giờ ngươi muốn làm sao hả? Ta sẽ không sợ. Vì body của sợ rồi, body chụp trùng là 90 xong rồi chính của ta. Ta sẽ lấy lại body của ta.
Bây giờ ta sẽ chiến đấu với ngươi một mình cũng được. Phong cần ông ngỡ lắm. Bây giờ tôi sẽ cho ông biết thế nào lấy đồ. Sau khi về tôi sẽ giết con zombie này. Trời ơi trời. Rồi. Trời ơi. Trời ơi con đi mạnh quá mày ơi. Ôi mày nè mày. Ủa cái gì vậy? Thì biết anh heo rồi. Không ai thấy được tôi. Tôi thấy. Ông bị không á. Trời ơi, đau quá mọi người ơi. Bây giờ Bây giờ hãy xem sức mạnh của tôi đây. Nhanh lên, nó sắp đánh tôi rồi nè. Mà coi nè, tôi sẵn thật đó. Ui. Ui sao mạnh vậy? Tôi thật là khỏe. Tôi lấy hành con heo xong tôi ăn thịt đó rồi. Cái gì nó mắc cười lắm không? Trời ơi, bây giờ không biết thành người đâu. Ui, từ, có chai thuốc. Trời ơi, trời xịn quá, cảm ơn Phong nha. Cầm cái chưa, tôi giả vờ thưởng nó thôi. Tôi giết nó là bằng chưa. Hóa ra ông là siêu nhân heo hả? Hóa ra ông là siêu nhân heo. Sao tôi không biết. Mà tôi nhớ. Ông ăn cái gì bị khùng vậy? Thôi kệ mọi người ơi, cảm ơn. Ông bị điên. Ông bị điên không mọi người ơi, mắc cười. Ok mọi người, thì mình đã tìm được thuốc giải mọi người. Ủa gì đây, thuốc giải zombie chính nó rồi. Rồi xong, bây giờ tôi từ đây tôi sẽ biến thành một cô gái xinh đẹp. Tôi đã trở lại body thật của tôi rồi. Trời ơi mừng quá. Bây giờ xong sẽ uống thuốc để giải, gọi là giải phép cho mọi người ơi. Đó, uống thuốc rồi. Trời ơi, body của tôi yeah. Trời đất ơi, xinh đẹp quá trời lúc này mọi người ơi. May quá trời đất ơi. Vì sự dũng cảm của Sam và cùng với sự biến hình thành con heo của Phong Cần là giúp Sam có được chai thuốc biến hình thành con người. Trời ơi, lần sau nha, tôi sẽ không bao giờ dám. Ủa gì vậy? Ủa, ông lành tin rồi à Phong? Nghe quá. Tôi bay được á. Con heo biết bay. Trời ơi, thật là ảo ma cà ná đà. Thôi ok mọi người, thì cảm ơn là xe hết lần này. Mọi người thấy như thế nào? Mọi người thấy hôm nay Phong Cận có nghỉ hiệp hay không? Đừng quên like nhẹ cho Phong Cận vì cái sự nghiệp quá. Đây gọi là gì ta, sự tích con heo và cô công chúa xinh đẹp phải không? Đó, hiểu không? Sau khi câu chuyện kết thúc là gì á, hoàng tử heo đặt giải cứu cho cô công chúa zombie Sammy thành Sammy. Trời ơi, một câu chuyện thật hạnh phúc. Và đừng quên giúp Sam nha, like nhẹ, subscribe nhẹ và mắc cười quá. Like dễ, subscribe dễ và comment nha mọi người. Đừng quên xem cả từ 5 đến 10 gì đó giúp sao có số tiền nhỏ nhỏ cho mọi người ơi. Thì ok, tạm biệt mọi người. Ở clip sau, hẹn gặp lại, bye bye.